theo Trung Quốc Nhật báo, nỗ lực kiểm soát lũ lụt và cứu hộ tại hồ Động Đình ở tỉnh Hồ Nam của Trung Quốc đã đạt đến giai đoạn quan trọng vào tối qua mùng 8 tháng 7 khi con đê bị vỡ đã được bịt kín vào khoảng 22 giờ 30 cùng ngày. Hồ Động Đình, đầu tình nằm ở huyện Hoa Dung, thành phố Nhạc Dương tỉnh Hồ Nam là hồ nước ngọt lớn thứ hai ở Trung Quốc. Vào khoảng 17 giờ 48 ngày 5 tháng 7, đoạn đê dài 226 m bị vỡ tại hồ Động Đình. Đây là một phần trong mạng lưới đê bao quanh hồ bà Trương Ngân Xuân, Giang Yên Trung, Phó tỉnh trưởng Hồ Nam cho biết, hơn 100.000 mét khối đá đã được sử dụng để phá đê và các đội đã bịt kín được 3,5 mét đê bị vỡ mỗi giờ. Sau khi đê bị vỡ, lượng lớn nước từ hồ Động Đình đã tràn vào khu vực đê nói trên, làm ngập 47,6 km vuông trong tổng diện tích 55 km vuông của khu vực này ít nhất 7.000 người dân đã phải sơ tán sau khi đề vỡ. Một số trường học địa phương đã được chuyển thành nơi trú ẩn tạm thời, cung cấp chỗ ở cho khoảng 4.000 cư dân và cung cấp các mặt hàng thiết yếu như mền, khăn tắm và xô cho các nạn nhân. Các nhân viên y tế luôn túc trực để hỗ trợ những người phải di rời. Một cư dân địa phương chia sẻ với đài CGTN, nhà cửa của chúng tôi đã bị ảnh hưởng hai lần, gồm trận lũ năm 1996 và lần này. Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia của Trung Quốc đã phân bổ 200 triệu nhân dân tệ, 27,5 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở Hồ Nam và tỉnh Giang Tây lân cận. Tại Giang Tây, tình hình kiểm soát lũ lụt vẫn nghiêm trọng do mực nước cao kéo dài trên sông Dương Tử và khổ Bà Dương. Mực nước tại khổ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc, đã ở mức cao kể từ ngày 27 tháng 6, thời điểm mực nước vượt quá mức cảnh báo. Những người dân sống ở huyện Hoa Dung trong địa phận thành phố Nhạc Dương ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc kể rằng trận lũ xảy ra hôm 5 tháng 7 sau khi đê hồ Động Đình bị vỡ đã khiến họ phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Một số người dân kể với phóng viên tờ Nhật Báo Công nhân Trung Quốc. Sau khi nhận được lệnh sơ tán trong ngày 5 tháng 7, chúng tôi đã cố gắng chuyển tài sản càng nhiều càng tốt tới khu vực an toàn. Vì phải lo chuyển đồ đạc tránh lũ nên một số người dân trong thôn không tới được khu tái định cư do các cơ quan chức năng lập ra, mà phải ở tạm trong những túp lều tự dựng. Ông Diệp Toàn Trung, 70 tuổi, sống tại thôn Đoàn Tây thuộc huyện Hoa Dung kể lại. Trong lúc sơ tán thì thôn của chúng tôi mất điện nên chúng tôi đã cố gắng di chuyển mọi thứ trong bóng tối. Trong nhà tôi có 800kg thóc đang cất giữ trong kho bởi không có thời gian di rời mà tôi chỉ đành nhìn số thóc đó bị nước làm hỏng. Ngoài ra, hai chiếc điều hòa và hai chiếc tivi trong nhà tôi cũng bị dòng lũ nhấn chìm. Một người dân khác tên là Hoàng Tân Đức cho biết, ông này do phải đưa cha mẹ mình tới nơi an toàn nên đã không kịp sơ tán tài sản chạy lũ. Ông Hoàng cho biết, ngôi nhà máy đỏ nằm ở đằng xa kia chính là nhà tôi. Cha mẹ tôi nay hơn 80 tuổi nên tôi chỉ đành đưa cha mẹ đi lánh nạn. Đồ đạc cơ bản đều còn trong nhà, điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh đều không chuyển đi được. Ngay cả quần áo cũng chẳng mang được gì khi được phóng viên hỏi rằng các nạn dân mất hết đồ đạc do lũ thì sẽ giải quyết vấn đề ăn uống ra sao. Một người dân thôn đoàn Tây nói rằng họ đã được các cơ quan chức năng phát lương thực. Trong khi đó, tình hình cuộc sống của những người dân đến được khu tái định cư do các cơ quan chức năng Trung Quốc lập ra có vẻ khả quan hơn khi bọn họ được nhiều thanh niên tình nguyện sắp xếp cho nơi ăn trốn ở. Theo thông tin được trang Sina công bố đêm 6 tháng 7, vụ vỡ đê Hồ Động Đình tại tỉnh Hồ Nam đã khiến ít nhất 47,64 km vuông đất xung quanh hồ bị ngập lụt. Các phóng viên trang Ding Duan Sinwell hôm 7 tháng 7 đã có mặt tại khu tái định cư do chính quyền Trung Quốc lập cho nạn dân sau vụ vỡ đê Hồ Động Đình. Nơi đây vốn là một trường học trong huyện Hoa Dung thuộc tỉnh Hồ Nam, hiện là chỗ cư trú của hơn 700 người. Trong đó có bà Dương Hồng đến từ thôn Đoàn Đông. Bà Dương kể lại tình cảnh khi đó, vào 15 giờ chiều mùng 5 tháng 7, tôi cùng nhiều người dân khác trong thôn Đoàn Đông nhận thông báo nhanh chóng đi sơ tán. Tôi nghe nói tình hình D bên hồ Động Đình, nằm cách thôn tôi vài ngôi làng đang nguy cấp, do trong nhà có người già không tiện cho việc di chuyển nên tôi tạm thời ở lại trong thôn. Ai ngờ chưa tới tối mà nước lũ đã tràn về. Do nhà bà Dương nằm ở khu trũng của thôn nên khi lũ tràn về thì mực nước nhanh chóng dâng cao hơn 3 mét. Gia đình bà Đình phải treo lên mái nhà và cố thủ ở đó. Dương nói rằng mái nhà bà khi đó nhìn giống như hòn đảo biệt lập bị lũ vây quanh. Sau đó, chính quyền địa phương đã điều động lực lượng cứu hộ tới thôn Đoàn Đông để sơ tán người dân mắc kẹt giữa dòng lũ, trong đó có gia đình bà Dương. Bà Dương nói, Hai người con trai của tôi đều đi làm ăn xa, sau khi nghe tin dữ đã gọi điện về. Dù chúng đều nói muốn quay về nhà, nhưng tôi ngăn lại và nói rằng dù có về thì nhà bị ngập cũng không thể ở được. Cả gia đình hiện ở khu tái định cư nên các con đừng lo lắng. Dương kể tiếp, thiên tai xảy ra đột ngột khiến bà và người thân không kịp sơ tán đàn gia súc. Ngoài ra hơn 40 mẫu đất trồng đậu nành vừa khai hoa cũng bị lũ nhấn chìm. Dù vậy, chúng tôi vẫn nuôi hy vọng, chúng tôi vẫn cần khôi phục mọi thứ, cần xây dựng lại tổ ấm của mình. Ở một diễn biến khác, giới lãnh đạo tỉnh Hồ Nam Trung Quốc chiều 7 tháng 7 đã tổ chức họp báo về tình hình vỡ đê bên Hồ Động Đình. Phó tỉnh trưởng Hồ Nam, quan chức Trương Ngân Xuân cho biết các lực lượng cứu hộ đã di rời hơn 7.680 người từ vùng thiên tai tới nơi an toàn. Rất may, chưa có ghi nhận thương vong về người do lũ gây ra. Bà Trương cho hay, vào 23 giờ đêm 6 tháng 7, các cơ quan chức năng đã bắt đầu tiến hành lấp lỗ thủng trên đê Hồ Đậu Đình. Tới chiều mùng 7 tháng 7, chúng tôi đã lấp hơn 80 m trên đoạn nứt đê. Dự kiến, việc vá đê sẽ hoàn tất trước trưa mùng 9 tháng 7. Sau vụ vỡ đê Hồ Đậu Đình, hồ nước ngọt lớn thứ hai của Trung Quốc, hoạt động vá đê đang được triển khai nhanh chóng. Theo truyền thông địa phương, tính đến 10 giờ sáng mùng 7 tháng 7, lực lượng chức năng đã sử dụng sỏi đá và các vật liệu khác để chạm một vết nứt dài 65 m trên bờ đê Hồ Động Đình ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Bản tin của The Paper cho hay, Vụ vỡ đê Hồ Động Đình ở Trấn Tuấn Châu đã mở rộng từ 10 m ban đầu vào đầu ngày 5 tháng 7 lên khoảng 225 m vào chiều 6 tháng 7, làm ngập lụt khu vực rộng 46 km vuông. Tính tới nửa đêm mùng 7 tháng 7, việc ngăn chặn đê vỡ đang triển khai với tốc độ trung bình 4 m một giờ. Việc sửa chữa sự kiến hoàn thành sau 4 ngày. Nhật báo Hồ Nam cho hay, tính đến sáng mùng 7 tháng 7, mực nước tại Hồ Động Đình đã giảm, khiến nước tích tụ tại vị trí đê vỡ bắt đầu chảy ngược vào hồ. Bộ Tài chính và Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc ngày 6 tháng 7 đã phân bổ 540 triệu nhân dân tệ, tương đương với 75 triệu đô la Mỹ, cứu trợ thiên tai cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, cháy rừng và thảm họa địa chất. Mực nước tại Hồ Động Đình, lưu vực thoát nước của sông Dương Tử đã tăng cao trong tuần qua do mưa lớn và vượt mức cảnh báo ngày 4 tháng 7. Diện tích bề mặt hồ nước ngọt lớn thứ hai Trung Quốc đã tăng hơn gấp đôi trong vòng 2 tuần từ 1.100 km2 vào ngày 17 tháng 6 lên 2.570 km2 vào ngày 30 tháng 6, The Paper đưa tin. Thời báo Hoàn Cầu cho hay, sự cố vỡ đê đầu tiên được ghi nhận chiều mùng 5 tháng 7, khiến hơn 5.000 cư dân Tuấn Châu phải sơ tán. Mực nước ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử, con sông dài nhất là huyết mạch vận chuyển chính của Trung Quốc, có đập tam hiệp ở thượng nguồn, được dự báo tiếp tục ở mức cao trong tối đa 2 tuần. Khu vực Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử bao gồm ít nhất 8 tỉnh cùng các thành phố Thượng Hải, Trung Khánh. Dự báo thời tiết mới nhất của Cục Khí tượng Trung Quốc CMA và thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc cảnh báo các khu vực của Trung Quốc, bao gồm lưu vực Tứ Xuyên ở phía Tây Nam sẽ ghi nhận mưa lớn xối giả trong tuần này, khiến đất nông nghiệp có nguy cơ ngập úng. Lưu vực Tứ Xuyên là một trong những khu vực sản xuất lúa gạo lớn của Trung Quốc. tờ China Daily dẫn thông tin từ Bộ Quản lý Khẩn cấp MM Trung Quốc cho biết 350 chuyên gia của cơ quan này cùng 1.400 nhân viên tới từ Cục Cứu Hỏa và Cứu Hộ Quốc gia Trung Quốc đã được điều động tới hiện trường xảy ra vỡ đê để ra cố bờ kè cũng như sơ tán người dân sống trong khu vực thiên tai tới nơi an toàn. Ít nhất 5.750 người dân sinh sống tại huyện Hoa Dung, cạnh Hồ Động Đình thuộc tỉnh Hồ Nam Trung Quốc đã được lực lượng cứu hộ đưa tới nơi an toàn. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dù đang có chuyến công du nước ngoài, đã chỉ đạo các cấp ủy chính quyền ở tỉnh Hồ Nam nhanh chóng thực hiện công tác phòng chống lũ lụt cũng như cứu trợ thiên tai. Đồng thời, một số ban ngành có liên quan cần tăng cường kiểm tra hệ thống đề điều để kịp thời phát hiện và xử lý tình huống. Theo thông tin cập nhật sáng mùng 7 tháng 7, từ trang tin thepaper.cn, đoạn đê bị vỡ ở Hồ Động Đình hiện có chiều rộng khoảng 65 mét. Trước mắt, công tác gia cố bờ kè vẫn được các cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành. Tờ China Daily dẫn thông tin từ các cơ quan chức năng Trung Quốc cho hay hơn 1.400 nhân viên của Cục Cứu Hỏa và Cứu Hộ Quốc gia, 500 bộ đội vũ trang, 500 dân binh, 650 nhân viên tới từ các tổ chức cứu hộ, 18 máy xúc và hàng chục xe tải đã được điều động tới nơi xảy ra vỡ đê ở Hồ Động Đình, thuộc tỉnh Hồ Nam để tham gia công tác lấp lỗ thủng và sơ tán người dân gần đó tới nơi an toàn. Không chỉ vậy, các cơ quan chức năng Trung Quốc cũng cho các vệ tinh không gian chụp ảnh khu vực vỡ đê ở hồ Động Đình để cung cấp cho các lực lượng mặt đất và điều một số trực thăng MI-171 và H-125 đến hiện trường nhằm tiến hành nhiệm vụ trinh sát đường không. Theo ước tính từ các cơ quan chức năng Trung Quốc, họ sẽ cần dùng ít nhất là 100.000 mét khối đất đá để có thể lấp kín lỗ thủng. Các chuyên gia có mặt tại hiện trường nhận định công tác lấp lỗ thủng sẽ mất vài ngày. Tính đến ngày 7 tháng 7, các nhân viên cứu hộ Trung Quốc đã sử dụng sỏi đá và các vật liệu khác để vá thành công 65m tại vị trí vỡ đê dài khoảng 225m tại hồ Động Đình, hồ nước ngọt lớn thứ hai nước này. Trước đó, từ sáng ngày 5 tháng 7, đoạn đê hồ Động Đình tại vị trí Hương Đoàn Châu, huyện Hoa Dung, thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam đã bị vỡ khoảng 10m. Chỉ sau một ngày, vết nứt vỡ đã mở rộng lên 225m, nước chảy cuồn cuộn gây ngập lụt khắp vùng rộng khoảng 46 km vuông. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, hàng nghìn nhân viên cùng các thiết bị cứu hộ như thuyền, xe tải, máy bay trực thăng và cả máy bay không người lái Đờ đã được huy động đến điểm vỡ đê để sửa chữa. Hơn 5.000 cư dân địa phương phải sơ tán, đến nay chưa ghi nhận thương vong. Theo SCMP, tính đến sáng sớm ngày 7 tháng 7, các đơn vị đang chặn vết nứt vỡ với tốc độ 4 mét mỗi giờ đồng hồ, dự kiến hoàn thành công việc vá đê vỡ sau 4 ngày. Các trang tin tỉnh Hồ Nam cho biết, thời tiết ngày cuối tuần có nắng, mức nước khu vực đê vỡ đã giảm, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác sửa chữa đoạn đê vỡ khổng lồ. Hiện mức nước hồ Động Đình cũng đã giảm, khiến nước tích tụ tại điểm vỡ đê bắt đầu rút ngực trở lại hồ. Thực tế, tuần qua, mực nước tại hồ nước ngọt lớn thứ hai Trung Quốc đóng vai trò thoát nước cho lưu vực sông Dương Tử dâng cao liên tục, vượt qua mức cảnh báo vào hôm ngày 4 tháng 7. Diện tích mặt nước đã mở rộng gấp đôi từ 1.100 km vuông lên 2570 km vuông chỉ trong khoảng 14 ngày, mực nước ở các vùng trung và hạ lưu sông Dương Tử, con sông dài nhất Trung Quốc, dự kiến sẽ tiếp tục dâng cao trong khoảng 2 tuần tới, tác động đến ít nhất là 8 tỉnh thành thuộc lưu vực sông Dương Tử. Cũng trong ngày 7 tháng 7, cục khí tượng Trung Quốc và Bộ Nông nghiệp và Nông thôn đã ra cảnh báo một số khu vực của đất nước, bao gồm cả lưu vực Tứ Xuyên, trung tâm sản xuất lúa gạo của nước này sẽ có mưa lớn vào tuần tới, nguy cơ cao xảy ra ngập úng. Ngày 3 tháng 7, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin 242.000 người ở miền Đông nước này đã phải sơ tán khi mưa bão hoành hành tại nhiều địa phương, khiến mực nước sông Dương Tử và các sông khác dâng cao. Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp tỉnh An Huy cho biết, tính đến 16 giờ ngày 2 tháng 7, mưa bão đã quét qua 36 quận huyện thuộc 7 thành phố trong tỉnh, gây ảnh hưởng tới 991.000 hộ gia đình và buộc 242.000 người phải sơ tán. Mực nước trên sông Dương Tử đoạn qua tỉnh An Huy vượt quá mức cảnh báo và tiếp tục dâng cao. Mưa lớn cũng đẩy mực nước ở 20 con sông và 6 hồ khác trong tỉnh này lên trên mức cảnh báo. Từ 17 giờ ngày 1 tháng 7 đến 17 giờ ngày 2 tháng 7, lượng mưa đo được tại hàng trăm trạm thời tiết trên khắp tỉnh An Huy lên tới 100 mm. Tại quận Hà Tây, gần thủ phủ hợp phì của tỉnh An Huy, lượng mưa đo được là khoảng 266mm. Chính quyền đã điều nhân lực đến giám sát các đập và đê dọc sông Dương Tử ở An Huy. Văn phòng Thời tiết tỉnh dự báo sẽ có nhiều mưa hơn trên khắp An Huy từ ngày 3 tới ngày 5 tháng 7 và đưa ra cảnh báo về thảm họa địa chất ở các khu vực phía Nam. Trong những tháng gần đây, Trung Quốc đã phải hứng chịu những điều kiện thời tiết khắc nghiệt kéo dài, từ mưa lớn đến nắng nóng thiêu đốt. Theo các nhà khoa học, lượng khí thải nhà kính lớn tại nước này là nguyên nhân làm trầm trọng hơn tình trạng biến đổi khí hậu, gia tăng tần suất và cường độ của các hiện tượng thời tiết cực đoan. Tháng trước, lũ lụt ở tỉnh Hồ Nam đã cướp đi sinh mạng của 5 người, trong khi một vụ lở đất tại đây khiến 8 người thiệt mạng. Mưa lũ cũng là nguyên nhân khiến 38 người thiệt mạng ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc trong tháng 6. Theo cơ quan kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán tỉnh Giang Tây, 43 hộ dân bị mất nhà ở và gần 161.000 hecta đất nông nghiệp bị ngập úng. Thiệt hại kinh tế trực tiếp ước tính 1,86 tỷ nhân dân tệ, tương đương hơn 260 triệu đô la Mỹ. Ngày 3 tháng 7, nhà chức trách Trung Quốc đã triển khai công tác ứng phó khẩn cấp cấp 4 đối với lũ lụt tại tỉnh Giang Tây. Ủy ban Quốc gia về giảm nhẹ thiên tai đã cử một nhóm hướng dẫn và hỗ trợ chính quyền địa phương thực hiện công tác cứu trợ và cứu nạn nhằm đảm bảo nhu cầu cơ bản của người dân bị ảnh hưởng. Theo đề nghị của chính quyền tỉnh Giang Tây, nhiều cơ quan nhà nước đã cung cấp trang thiết bị cứu nạn cứu hộ với tổng giá trị khoảng 8,13 triệu nhân dân tệ cho tỉnh này. Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài, mực nước ở các đoạn trung và hạ lưu sông Dương Tử và các hồ trong khu vực được dự báo tiếp tục dâng cao có thể đạt đỉnh lũ. Để hỗ trợ công tác ứng phó lũ lụt tại các địa phương, 5 đội công tác và 4 đội chuyên gia đã được cử đến các tỉnh Hắc Long Giang, Giang Tây, An Huy, Hồ Bắc và Hồ Nam. Dự báo đợt mưa lớn kéo dài cũng khiến mực nước ở các đoạn trung và hạ lưu sông Dương Tử tiếp tục dâng cao và có thể đạt đỉnh lũ. Trước đó vào ngày 29 tháng 6, Trung Quốc đã ban hành cảnh báo đỏ về mưa lớn, mức nghiêm trọng nhất trong hệ thống cảnh báo thời tiết bốn cấp của nước này. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, một số khu vực ở các tỉnh An Huy, Giang Tô, Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây và Quý Châu đang có mưa lớn, trong đó một số khu vực có thể có mưa lớn lên tới 280 mm trong vòng 24 giờ cho đến 14 giờ ngày 30 tháng 6. Cảnh báo tương tự vừa được kích hoạt cách đây 5 ngày, cảnh báo đỏ là mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp theo màu ở Trung Quốc. Vụ vỡ đê xảy ra vào chiều mùng 5 tháng 7 tại một phần bờ kè trên bờ hồ Đậu Đình ở tỉnh Hồ Nam, theo tên hóa xã. Đây là hồ nước ngọt lớn thứ hai ở Trung Quốc. Không có thông tin về thương vong ngay lập tức, nhưng vụ vỡ đê dài 226 mét đã buộc gần 6.000 người phải sơ tán khỏi các khu vực lân cận, theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV. Một đoạn video do CCTV phát cho thấy nước hồ chảy qua chỗ đê vỡ, làm ngập đất nông nghiệp và đập vào một số mái nhà trong làng. Trung tâm giám sát đường bộ của Trung Quốc ngày 6 tháng 7 cho hay, việc kiểm soát giao thông đã được áp dụng trên tất cả các con đường dẫn vào và ra khỏi huyện Hoa Dung của Hồ Nam, nơi sinh sống của khoảng 500.000 người, do nhu cầu phòng chống lũ lụt. Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi tăng cường công tác cứu hộ và cứu trợ để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân, theo Tân Hoa Xã. Bộ quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc đã điều hơn 800 người, gần 150 phương tiện và hàng chục tàu đến giúp khắc phục vụ vỡ đê và hỗ trợ công tác cứu trợ lũ lụt. Bộ tài nguyên nước Trung Quốc chiều nay thông báo họ cũng sẽ kiểm tra đê trên hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc nằm ở phía đông nam nước này cũng như các bờ kè dọc hạ lưu sông Dương Tử. Chính phủ Trung Quốc đã dành thêm 540 triệu nhân dân tệ, tương đương với gần 1.900 tỷ đồng cho công tác cứu trợ ở Hồ Nam và các khu vực bị thiên tai khác, theo CCTV. Nước ở hồ chứa Đập Tam Hiệp liên tục dâng cao do lượng mưa lớn trên sông Ngô Giang. Từ ngày 27 tháng 6, hồ chứa Đập Tam Hiệp đã giữ lại khoảng 1,46 tỷ mét khối nước lũ. Sông Dương Tử, con sông dài nhất Trung Quốc, có đập tam hiệp chắn ngang, đã ghi nhận mực nước dâng vượt mức cảnh báo ở đoạn tại sông Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Tân Hòa xã thông tin, tính tới 21 giờ 50 phút ngày 1 tháng 7, nước lũ tại trạm thủy văn Hán khẩu của sông Dương Tử đạt mức cảnh báo 27,3 m. Đây là lần đầu tiên sau 4 năm từ tháng 8 năm 2024, mực nước sông Dương Tử ở Vũ Hán vượt mức cảnh báo theo trụ sở cứu trợ hạn hán và kiểm soát lũ lụt Vũ Hán. Mưa lớn dai dẳng trong những ngày gần đây khiến mực nước trên dòng chính của sông Dương Tử cùng một số nhánh của lưu vực Hồ Bà Dương, Hồ Động Đình đã lên trên mức cảnh báo. Mực nước tại một số trạm thủy văn trong khu vực vượt mức trung bình của những năm gần đây lên tới 3,37 mét. Theo các bản tin dự báo thời tiết, mưa lớn xảy ra ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử từ ngày 1 tới ngày 2 tháng 7 và những cơn mưa dự kiến di chuyển về phía Tây và ảnh hưởng tới thượng nguồn sông Dương Tử cũng như là thượng nguồn và trung lưu sông Hàn Giang từ ngày 3 tới ngày 7 tháng 7. Giới chức Vũ Hán đã cử 14.500 nhân sự tuần tra các tuyến đê điều khắp thành phố. Mưa lớn cũng tàn phá khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, phía Nam Trung Quốc. Tối ngày 1 tháng 7, cơ quan khí tượng địa phương đã nâng mức ứng phó khẩn cấp với mưa bão lên cấp 3 vì dự kiến mưa lớn tấn công nhiều nơi trong khu vực trong những ngày tới. Tính tới 8 giờ sáng ngày 1 tháng 7, 62 thị trấn ở 15 quận huyện của Quảng Tây đã ghi nhận lượng mưa từ 100 mm đến 250 mm trong đợt mưa mới nhất bắt đầu vào tối ngày 29 tháng 6. Cũng liên quan tới mưa lũ ở Trung Quốc, thời báo Hoàn Cầu thông tin mưa lớn và lũ lụt khắp phía Nam Trung Quốc khiến nước này vào mùa lũ từ ngày 1 tháng 7. Mức nước sông dâng cao vượt quá mức cảnh báo, được dự báo xảy ra trên các lưu vực sông quan trọng của Trung Quốc. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc NMC dự báo mưa lớn từ chiều ngày 1 tháng 7 đến chiều ngày 2 tháng 7 tại nhiều khu vực bao gồm Giang Tô, An Huy, Giang Tây và Sơn Đông của miền Đông Trung Quốc, các tỉnh Hồ Bắc và Hồ Nam của miền Trung Trung Quốc, các tỉnh Quý Châu và Vân Nam ở Tây Nam Trung Quốc khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây ở phía Nam Trung Quốc và một phần của khu tự trị Tân Cương ở Tây Bắc Trung Quốc với một số nơi dự kiến mưa dữ dội từ 250mm đến 260mm. Bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc nhận định, sau ngày 3 tháng 7, vành đai mưa sẽ di chuyển về phía Bắc và lượng mưa ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử sẽ giảm đáng kể, dẫn đến một đợt mưa không liên tục. Theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc, lũ lụt trên mức cảnh báo sẽ xảy ra ở sông Dương Tử, Hồ Thái Hồ và lưu vực sông Châu Giang. Ủy ban Thủy lợi Trường Giang thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết trận lũ số 1 trên sông Dương Tử năm 2024 hình thành từ ngày 28 tháng 6. Do lượng mưa lớn trên sông Ngô Giang, dòng nước và hồ chứa đập Tam Hiệp tiếp tục dâng cao, hình thành đợt lũ đầu tiên ở mức 30.000 m3 trên dây vào ngày 28 tháng 6. Bắt đầu từ ngày 27 tháng 6, mực nước tại hồ chứa đập Tam Hiệp đã dâng cao khoảng 2,9 mét so với hai ngày trước đó, giữ lại khoảng 1,46 tỷ mét khối nước lũ.